Nào Trọng ơi, anh bắt đầu đi. Bắt đầu ấy. Hay là chó à? Ok, thì chó đâu mà thịt chó, lúc nào thì chó. Mà cái này là giống mà thịt chó bạn ở bên ngoài đây. Heo sữa quay. Thật không? Thật. It looks like dog. Kê chấm rót cái nước tương nấm shiitake này trước đi. Cái nước tương này được chiết xuất từ nấm shiitake cao cấp nổi tiếng của Nhật Bản, kết hợp với đậu nành tự nhiên này. Vì nấm shiitake đậm đà có chút ngọt thanh, tinsu tỏi ớt. Tỏi ớt à? Đúng rồi. Bên trong đây có từ tỏi ớt đấy. Đúng rồi, đây này, này. À đúng rồi. Cái nước tương chinsu tỏi ớt này thì nó cay the, thơm mùi tỏi với cả ăn hợp với thịt quay. Cả hai loại đều bán ở khắp các siêu thị với cả tạp hóa. Ok. Chồng có biết cái này cái gì không? Rồi rồi, cái gì vậy này? Cái gì cho bạn nói? Rau dưa. Rau dưa cái gì? Tôm tempura chấm với cả nước tương nấm shiitake nhá. Ngon không? Đúng sở trường còn gì nữa. Vừa giòn ngon rồi. Ngon đúng không? Ừ. Quá ngon. Ừ. Cái lợn này nhá thì chấm với cả cái nước tương chinsu. Lợn gì? Tỏi ớt. Lợn sữa. Lợn sữa ta. Ừ. Xin một con lợn sữa nha. À, mệt ghê trời. Ừ. Ngon không? Trời ơi, lợn chấm với cả nước tương chinsu tỏi ớt thì xấu rách luôn rồi. Cái con chó này ngon không? Nhầm, con lợn này ngon không? Nhầm, lợn này ngon không? Bỏ phải không? Lợn đấy, ăn đi. Thấy sạch, lợn. Ừ, lợn mà, vợ đùa, vợ có bằng thịt chó đâu. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi, thì có bị anh nữa không? Ừ. Ăn rau dưa. Gì? Rau dưa. Con biết tiếng Việt. Ăn lên thử một miếng. Like this. Like yeah, that. Yeah. Tiếp đi. In the tỏi nhá. Bắt đầu. À. Ngon không? Nó ngon à? Nó lại hợp à? Nó lại hợp á? Thử không ăn ngon. Cái gì dám ăn nói? Nhưng mà ăn thì lại ngon. Ui mà. Really good. Vợ tưởng trong mặt là rau dưa, vợ chuẩn bị thêm vào trong trái cây này. Trái cây ăn cùng với cơm. Chà nhá. Ăn đi. Nó kìa. Bao nhiêu người ăn như thế mà ở miền Tây. Nên... Yeah. Đừng nói là ngon. Đừng nói là ngon nha. Ngon không? What? Ăn thử miếng chuối xem. No way. Chúng em cùng với tempura xem như nào. Take nè. Tấm take đi. Take nha. Ready to go. Lần đầu tiên ăn chuối. Chồng thích ăn chuối mà. Sao thế nào? Ăn hợp không? Thật á? Chồng thích ăn bao giờ thế này? No way. Wow, thật á? Thế là bữa hôm nay thành công đúng không? I swear God, I'm không bảo vệ. 10, cái gì 10? 100%, tất cả 10 điểm. Thế á? Wow, thành công, yeah.